Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Wonder sẽ mang đến cho bạn một sản phẩm, đó chính là những chiếc nồi gang cao cấp đến từ Pháp của hãng Le Creuset. Và với những chiếc nồi như này đấy, các bạn có thể chế biến những món ăn hoặc là xào nấu rán nướng rất là thuận tiện. Với cái hãng Le Creuset này đấy là được thành lập từ năm 1925 tại Pháp luôn nhá. Và mới đầu thì những chiếc nồi gang là được chế tác thủ công và được tráng men thủ công, nhưng mà sau quá trình hoạt động bao nhiêu năm thì hãng đã đi vào dây chuyền sản xuất rất là hoàn thiện, đa dạng về màu sắc và kích cỡ, nên là các bạn có thể lựa chọn một sản phẩm làm sao cho nó phù hợp nhất với căn bếp này các bạn. Và sau đây mình sẽ đi vào sản phẩm nhé. Về chất liệu của nồi thì được làm từ gang cao cấp nhé, và được tráng men lên đến tận 3 lớp. So với lại các nồi gang thông thường là tráng men một lớp hoặc hai lớp thì Le Creuset đã tráng men cho nồi lên đến tận 3 lớp. Và với công nghệ tráng men lên đến tận 3 lớp thì giúp cho quá trình nấu ăn cũng như là chiên xào nấu nướng của các bạn rất là nhanh và tiết kiệm được nhiên liệu. Phần tay cầm đấy thì họ thiết kế là khá là nhỏ gọn và cách nhiệt nhé, nên là các bạn không lo bị nóng khi mà bê nồi sau khi nấu xong. Và với thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như này thì các bạn có thể bê trực tiếp ra ngoài bàn hay là bữa tiệc, không cần phải cho ra bát đĩa. Về quá trình vệ sinh thì các bạn có thể sử dụng nước nóng hoặc là một chiếc rẻ mềm để vệ sinh, hoặc là cho trực tiếp vào các máy rửa bát, nó rất phù hợp khi mà sử dụng trong máy rửa bát. Vâng, với những kích cỡ size đa dạng, các bạn có thể sử dụng chiếc nồi này như một chiếc nồi đa năng để chế biến những món ăn yêu thích cho những người thân trong gia đình mình. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay gọi ngay cho chúng tôi để mua một chiếc nồi Le Creuset. Các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy bấm like, share và đăng ký kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.